Thưa quý vị, nhắc đến Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng là lực lượng luôn đi đầu và tiên phong trong mọi phong trào, chủ trương của thành phố. Đặc biệt trong những năm gần đây, trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh thành phố đã và đang phát huy vai trò nêu gương của người lính của Hồ trong tham gia bảo vệ và phòng chống dịch bệnh, góp phần vào sự bình an chung của thành phố. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam ngày 6 tháng 12. Trong giai đoạn Đà Nẵng căng mình phòng chống dịch COVID-19, tại bất cứ điểm nóng nào, chúng ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh các cựu chiến binh đầu bạc phơ trong bộ quân phục cũ, vừa nhẹ nhàng nhắc nhở, vừa cương quyết yêu cầu công dân tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch hay thông điệp 5K của Bộ Y tế. Cái hay là ở mỗi địa phương, mỗi cơ sở hội lại có một mô hình sáng tạo riêng như tiếng loa lưu động, khu dân cư 5K hay chốt xanh an toàn. Sự tận tụy, gương mẫu và chuẩn mực của các cán bộ, hội viên cựu chiến binh luôn đem lại hiệu quả tức thì, góp phần không nhỏ vào công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Trên tinh thần phòng chống dịch thì cái khó khăn thì cái địa bàn khu dân cư thì nó rộng và cái tận tối nó hơi bị phức tạp, nhưng mà với cái tinh thần trách nhiệm của một người cựu chiến binh là vận động toàn dân chung tay góp sức để mà phòng chống dịch như hôm nay. Thống kê qua các đợt dịch, gần 100% cán bộ, hội viên cựu chiến binh Đà Nẵng tham gia vào các lực lượng phòng chống dịch cấp cơ sở, nhiều nhất là các chốt kiểm soát dịch, chốt chặn khu phong tỏa và các tổ COVID-19 cộng đồng. Kể cả khi thành phố bước vào trạng thái thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và từng bước hạ cấp độ dịch, đây vẫn là lực lượng nòng cốt để giám sát hiệu quả tại khu dân cư. Thực hiện các cái chủ trương của thành ủy và ủy ban dân thành phố, thì hội chiến binh các cấp trong thành phố tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc, phát động cái phong trào thi đua đặc biệt cựu chiến binh gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, đoàn kết và chung sức đồng lòng phòng chống đẩy lùi dịch bệnh. Vấn đề thứ hai thì vận động và giao nhiệm vụ cho cán bộ hội viên cựu chiến binh có điều kiện về sức khỏe tham gia trong các cái tổ COVID cộng đồng. Và anh em thì có thể là hàng nghìn cán bộ hội viên cựu chiến binh tham gia ở các cái khu dân cư cũng như là các phường, hoạt động rất là tốt. Ngoài ra, các cấp hội cựu chiến binh Đà Nẵng còn tham gia vận động và ủng hộ nguồn lực cho lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch, tham gia cùng các đoàn thể chính trị xã hội giải cứu hàng hóa, nông sản, thu mua rau củ quả của một số hộ dân trên địa bàn, phối hợp trao quà cho hộ dân, hộ cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí, nhiều cán bộ, hội viên cựu chiến binh Đà Nẵng, dù tuổi cao, sức yếu, nhưng với tinh thần chống dịch như chống giặc, họ không ngại khó khăn, vất vả, đóng góp sức mình với mong muốn dịch bệnh sớm qua đi, cuộc sống người dân sớm quay trở lại bình thường. Phát huy được bản chất truyền thống của bộ đội cụ Hồ, thể hiện rõ nhất là lực lượng mà tham gia chống dịch, tự nguyện để tham gia là trực chốt, tham gia xét nghiệm, rồi tham gia là mua lương thực thực phẩm. Bởi vì là bản chất người lính thì có thể nói là dù có thể là tuổi cao, sức yếu, nhưng mà trong cái điều kiện đất nước khó khăn, đặc biệt là thành phố chúng ta là cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống dịch, thì cựu chiến binh không thể đứng ngoài cuộc. Với phẩm chất của người lính thì có cái trách nhiệm là chia sẻ cùng với lại cấp ủy chính quyền và nhân dân thành phố trong công tác phòng chống dịch. Nếu ở thời chiến từng xung pha trận mạc để giành lại tự do cho dân tộc, thì ở thời bình, các cựu chiến binh vẫn giữ ý chí sắt son với Đảng, gần gũi với nhân dân để góp công, góp sức tham gia với các cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch. Qua đó đã thắp lên ngọn lửa đoàn kết, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ gương mẫu giữa đời thường, tiếp tục phát huy phẩm chất sáng ngời của người lính cụ Hồ.